Ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Bình phối với Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 và giai đoạn 2022 2025. Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu nội dung chương trình giáo dục Microsoft tại Việt Nam, định hướng về chuyển đổi số trong thời gian tới, giới thiệu hệ sinh thái phần mềm Office 365 và các giải pháp công nghệ của Microsoft trong quản lý và làm việc hợp tác đối với lãnh đạo các đơn vị trường. Qua hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, tạo môi trường tương tác tích cực giữa các cơ quan quản lý về giáo dục, nhà trường, giáo viên, gia đình và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước làm thay đổi thói quen, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2022-2025, các phần chuyển đổi số trong toàn huyện.